Ờ, dạ, thư sư à, Con khi năm lớp Con khi năm lớp 2 Được 7 tuổi Thì ba của con đã bỏ mẹ con Để lại một mình con và mẹ Sau này không còn liên lạc gì nữa Lúc đó con cũng rất buồn Và giận à, tới nỗi trầm cảm Cả thời gian dài Sau này khi con học giáo lý mới tỏ đó là nhân duyên Rồi cũng chẳng còn trách ba vì sao ba lại bỏ mẹ con đi nữa Mà con lại thương ba vì không có ba thì sẽ không có con Mà con cũng không biết ba còn sống hay không Nhưng con muốn chi phước và hồi hướng phước Khi làm những việc lành cho ba thì con nên làm như thế nào thưa sư? À, thưa với quý vị đó, với những nếu như ba của mình mà còn sống thì uh, sư phải uh, chi buồn uhm, là bởi vì uh, muốn mà mình uh, nhận được cái phước hồi hướng thì mình phải biết à, ngay cái chuyện tùy, tùy hỷ cũng vậy À, nếu như mà mình biết có ai đó à, làm phước mà có nghĩ tới mình có hồi hướng tới mình á thì mình tùy hỷ thì khi đó mình mới có phước còn nếu như mình không biết á thì mình không nhận được nha cho nên nếu mà ba của cái người hỏi này á, mà còn sống thì à, nếu việc này không biết không nghe không thấy không biết thì à, cũng không có hưởng được cái đó đâu đây là sự thật thôi không có cách nào cả trừ khi uh, quý vị đăng uh, poster quảng cáo lên đài truyền hình lên báo mạng rồi làm cho nó rầm rộ lên uh, để cho thiên hạ đều biết tới mình uh, rồi uh, quý vị hồi hướng để cho thiên hạ đều biết thì hòa chắc ba của mình uh, nghe được biết được thì uh, lúc đó nếu ông có tùy hỷ ông nhận được nhưng mà sư nói là nói một cái khả năng viễn tưởng thôi nhưng mà trên lý thuyết là vẫn được nhưng mà thực tế thì Có gì thấy rồi đó ai lại đi làm cái trò đó ừ. rồi cái thứ hai là khi mà nếu ba của mình đã quá vãng rồi thì trong trường hợp đó nó lại chia ra là hai trường hợp nữa một trường hợp đó là nếu như ba của mình mà được tái sanh vào cái hạng chúng sanh hưởng được phước hồi hướng và biết được biết được nha biết được à, mình hồi hướng à, thì khi đó sẽ nhận được còn nếu như à, không có tái sanh vào cái hạn chúng sanh hưởng được phước hồi hướng à, hoặc à, là có tái sanh vào nhưng mà không biết được thì cũng không có hưởng được nhé